Đề án phát triển kinh tế xã hội bốn làng căn cứ cách mạng Pleipong, Kinh Pênh, Plei Chớ và Plei Hếch, hay còn gọi là các làng đồn thuộc xã Chưa Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, được triển khai từ năm 2017 đến nay. Đề án có tác động đến cuộc sống của trên 440 hộ với gần 2.000 nhân khẩu, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 91%. Tuy mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1, nhưng cuộc sống của người dân nơi đây đã có sự đổi thay rõ rệt. Điện chiếu sáng, đường giao thông, trường học và trạm y tế, những hạ tầng cơ bản đã đầy đủ. Cư dân của bốn làng đồn giờ chỉ cần tập trung làm ăn, phát triển kinh tế. Việc sản xuất nông nghiệp của bà con cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ. Nhà nước coi như là hướng dẫn về kỹ thuật, rồi và hỗ trợ về cây mì và cây điều, thì thấy là bà con rất là phấn khởi, và vì là việc năng suất mì của được hỗ trợ là họ sẽ cao hơn và đời sống bà con sẽ phát triển hơn. Huyện Phú Thiện đã tập trung kinh phí khoảng 30 tỷ đồng và huy động hơn 28.000 ngày công của các đơn vị từ lực lượng vũ trang đến các cơ quan và người dân tại chỗ để thực hiện đề án. Đến nay, vùng quê miền núi đã thực sự thay da đổi thịt. Hồi trước thì rất là khó khăn, với lại không có đường bê tông trên nông thôn. Bây giờ thì Đảng và Nhất đã quan tâm và làm đường bê tông khắp mọi ngõ ngách của đoạn đường, với lại tạo điều kiện cho bà con làm cái điện đường thắp sáng trong thôn làng. Hỗ trợ cho bà con sắp xếp ổn định lại nhà cửa, bố trí đất ở và các cái điều kiện như là cơ sở hạ tầng phục vụ cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thì hiện nay thì về cơ bản là nhà cửa của bà con đã được định canh định cư an khang và ở một cái môi trường sống rất là xanh sạch đẹp. Còn cái giai đoạn 2 thì chúng tôi đã hỗ trợ cho bà con phát triển sản xuất để nâng cao cái đời sống. Đề án phát triển kinh tế xã hội bốn làng căn cứ cách mạng là một trong những nội dung quan trọng thể hiện chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước trong hỗ trợ bà con vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu giúp đồng bào Ba Na thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên, thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.